Hello, hello, xin thân mến chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác đã đến với video tiếp theo của máy xúc nhỏ của vỏ trái đất. Hôm nay mình sẽ tiếp tục làm một cái video đang đi mở đường khai thác và sẽ chia sẻ mọi người về cái đường để mình đi từ cái chỗ dưới chân đồi lên đến cái chỗ mình làm đây. Hiện tại thì đây là cái chỗ này, lên đây là một chỗ đang làm cái bãi quay đầu của các bác nhá. Đó. Bãi quay đầu này thì là mình đã máy đã đi vào tít trong rồi. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu qua bác một chút này. Ở phía kia là có một cái đường đi lên thẳng phía bên trên này để làm một lấy một ít gỗ ở phía trên nó, thì do cái đồi này ít nên mở chỗ quay đầu nó cũng bé như thế này thôi. Đấy, vài chuyến thôi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến máy đi lên để lên cái chỗ máy mình đang đỗ các bác nhá. Cái chỗ hiện tại mình đang đi đây là mình đã sửa qua, mình đã ủi ben rồi. Chỗ này thì là công nông đi được luôn rồi các bác nhá. Đấy, mặt phẳng của nó đã phẳng và phía bên ngoài cao hơn bên trong. Đó. Thì cái đường này thì là mình làm để công nông đi cho nên là chỉ cần cái xích mình đi vừa thì cái bánh công nông nó cũng đi vừa các bác nhé. Đấy, do là cái xe công nông nó dài hơn máy của mình cho nên là mình mở nó to hơn một chút. Giả dụ có đoạn cua đoạn nghiêng là mình sẽ mở cái nó to hơn. Đó. Đấy, mình sẽ đi theo cái chỗ này. Thì ở phía bên tay phải của mình đây là cái đồi bạch đàn, còn ra phía ngoài này là đồi để đồi vầu, đồi bỏ hoang thôi, chưa trồng cây. Cái chỗ này thì là mình chưa sửa các bác nhá. Đó, chỗ này thì mới chỉ là đang mở cái đường xuống dưới, lúc trước thì bác ấy nắn cái đường nó lại vào cái đá quá. Đó, chỗ này rất là nhiều đá cứng luôn và mình xếp đá ra với ven bên tay trái này để cho đường nó cứng cáp. Đó, xong sau đó là làm mặt phẳng. Cái chỗ này thì mình chưa moi hết các bác nhá. Thì do là ở phía trên cao kia ấy thì nó cần phải làm xong trước, xong là để lúc rút máy xuống phía dưới này các bác, không có là ở phía trên mà mình chưa làm mà mình đến làm xong ở dưới này xong lên đến đó buổi chiều nó lại tối mình không đánh máy xuống được, à mai lại phải đi lên mệt đấy các bác. Cho nên là mình sẽ đi lên phía trên để mình làm trước, xong sau đó khi mình xuống mình sẽ sửa sau. Thì cái đường hiện tại cỏ bây giờ như thế này thì sẽ không không cần phải sửa các bác nhé. Lúc mình đi xuống mình đặt cái ben xuống mình là mình ủi thôi, bởi vì cái đường này nó đã mở trước đây hàng vài năm rồi nhưng nó không bị hỏng đâu. Đường đất ở đây nó cũng khá là tốt, cũng như là nó không bị xói mòn, nước mưa xuống nhiều nhưng cũng không 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 bị hỏng đường đâu. Cái này lúc mình về mình chỉ cào đặt ben xuống, xong đó chỗ nào lõm quá thì cào với ít đất lấp vào thôi chứ không cần thiết phải sửa nhiều. Lắp đất vào sau này nó mưa thì nó còn trơn rất là khó. Đó, phía xa xa kia là cái máy của mình nhiều quá nhá. Đó. Còn cái chỗ mình làm là ở phía bên tay phải đi lên tích trên đỉnh, anh em thấy ở chỗ máy kia nhìn lên không? Đó. Chỗ máy hướng lên đấy. Nó có một cái đồi cây bồ đề ở đó. Thì cái chỗ đấy thì là nó ít cây cho nên làm đúng một đường lên đó thôi. Thì cái video này thì mình sẽ làm sửa cái đường ở phía dưới này các bác nhá. Đường này thì người ta làm lâu rồi thì nó cũng còn rất là hẹp, rất là nhiều đường nó vẫn có bé. Đó. Buổi sáng nay thì mình anh Sơn lên chuyển máy vào mình chưa kịp thăm nước thì bây giờ mình sẽ thăm qua các bác nhá. Thì cái máy của mình thì nó không bị hao nước đâu, nhưng mà do là cái lúc mình làm ấy thì mình cứ đấy đâu, cứ kiểm tra nó chắc. Đó. Thì ok, xong rồi thì mình sẽ làm các bác nhá, cho máy nó nổ một vài cho nó nổ một một lát đi, cho nó thủy lực thủy liếc cho nó chạy cho nó êm, xong sau đó là mình bắt đầu mình sẽ bắt tay. Thì do là cái đường này nó cũng khá là hẹp, cộng với lại là cái cỏ rác nó đi nó đang bị nghiêng ra ngoài cho nên là mình phải cào hết cái cỏ rác đi các bác nhá. Đấy, bỏ hết cỏ rác cũng như là hết những cái lờm sờm đi. Đó, mình già cái ben đặt qua. Cái này thì lúc xuống mình già ben thì nó sẽ chuẩn hơn. Còn lúc lên như thế này thì nó sẽ cái di chuyển của mình nó yếu ấy. Đi lên đồi như thế này thì nó cũng không phù hợp để mình nguyên bản thân nó đi thì được thôi, chứ còn nếu mà để mà ủi thêm đất nữa thì nó sẽ không được đâu. Đó thì gạt hết cái phần cỏ rác này đi. Đó, để cho cái phần chân to ly ở phía trong ấy nó sẽ được sâu hơn xuống về bên ngoài, để khi mà xe hàng nó đi thì nó sẽ nghiêng vào trong thì nó sẽ an toàn hơn, cái bánh nó sẽ không bị lăn ra ngoài, nó không bị rệ ra ngoài các bác, bởi vì cái đường này nó là đường cỏ nó trơn, nó không được như kiểu là cái đường ở đường mới của mình thì là nó không có cỏ thì nó đỡ trơn hơn. Đó. Đấy, cái này thì cũng lâu rồi các bác ấy chưa đi lên đây mà. Đấy, cái cỏ này thì mình sẽ cào hết ra phía bên ngoài. Ở phía bên trên này thì có một bãi các bác ấy đi đánh như ngày trước, các bác ấy đánh chim hét, mình thấy có rất là nhiều đá. Đấy, lát nữa lên thì sẽ thấy
Ở cái đồi này thì là mình thấy người ta bỏ hoang rất là lâu rồi, cái cây ở phía trên nó rất là to rồi nhưng mà ở dưới này là vẫn chưa có cây để khai thác. Thì mình nghĩ là cái cây người ta đã bỏ đi khoảng mấy năm rồi, thì cũng không có gốc cây chặt đâu các bác ạ. Đấy, cào ở phía trong nó hơi sâu hơn một chút nhé. Thì do là cái máy của mình ấy, cái đoạn mình chưa chế được cái phần gọi là đi lùi ở cái này thì nó bị nặng các bác ạ. Cái chân nó nặng lắm, cái chân của mình quặp vào nó cũng không ăn thua, chỉ đủn lên thì nó dễ thôi. Đó, mình vẫn già qua cái bên các bác nhá. Thì là cái lúc mà mình đi lùi lại thì cái máy của mình nó là bị lệch di chuyển, khi mà kết hợp các động tác khác hay là nó bị lệch di chuyển. Đấy. Mà mình ngồi nó không thoải mái, mà không có cái điểm tựa thì mình cũng không thể nào mình kéo được cái chân ga đâu các bạn. Nó bị lì cái động tác di chuyển, nó bị lì các bạn, nó không được mượt mà cho lắm. Đó. Cái này toàn bộ những cái chỗ này thì mình cứ bỏ hết cái rác nó cho nó sạch, cho nó sâu ở phía bên trong xuống là được. Nói chung là nó không không nghiêng hẳn vào trong đâu các bác nhá, nó cũng bình thường thôi. Nó cũng gọi là chỉ có sâu hơn một chút thôi để cho nó đảm bảo. Bây giờ mà mình không không vét xuống như thế này, sau này nó mưa đường nó ướt đi rồi thì xe cộ đi lại nó rất là khó khăn. Đó. Cào cào ông dồn. Con máy của mình thì nó cũng khá là già rồi, đi lại nó cũng không được linh hoạt như kiểu những cái máy đời cao như ngày trước mình làm Đô San 55 đấy, 55 rồi 2011 hay 2013 ấy, thì những con máy đó làm nó rất là thoải mái, con máy nó đi lại nó rất là khỏe luôn. Thì mình không không ngại cái vấn đề là leo lên đồi. Nhưng mà con máy này thì thứ nhất là bình dầu nó cũng bé nữa các bác ạ, bình dầu của nó chỉ chạy được khoảng ngày rưỡi thôi đấy. Là nó hết dầu rồi, là mình lại phải bổ sung rồi, bởi vì đi lên dốc như này thì cũng không thể nào mà làm nó được ở bằng được. Có những chỗ mà nó dốc nó nghiêng đi hẳn thì mình bình dầu của mình nó không không được đầy, không được gọi là được khoảng độ 7 ít hơn, không được ít hơn quá 30%. Ví dụ như có 60 lít thì các bác chỉ làm trong vòng khoảng 40 lít thì nó sẽ nó làm cho khi mà còn khoảng nó chỉ có ở trong bình nó chỉ có khoảng 20 lít thì nó làm nó vẫn nghiêng đâu nó cũng được, nhưng mà ít hơn 20 lít là nó sẽ bị thiếu. Bởi vì là khi mà mình làm như này mình đi lên dốc ấy, ở video sau thì mình sẽ làm cái video mình làm ở trên đoạn dốc thì anh em sẽ hình dung được là cái độ dốc của nó như nào. Thì video này thì mình chỉ gọi là làm sửa qua cái đường ở phía dưới này thôi, video sau thì mình sẽ làm ở phần trên. Đó. Thì là cái khi mà mình làm một cái tuyến đường nó dài cả 100 mét mà ở nó ở cái dốc nó bị dồn ngửa ra phía sau á, cái bên mình đi đằng trước mà nó ngửa ra đằng sau. Đây đây cái bãi này là cái bãi người ta đánh chim hét này các bác, toàn đá này. Thì là khi mà nó cái bơm nó hút lên thì nó sẽ không được, khi mà ít hơn 20 lít ý, thì nó sẽ không 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 đủ được. Nói chung là nhiều khi mình nghiêng nó nghiêng quá đi là nó không nó sẽ bị thiếu dầu. Còn cái thằng Đô San thì nó đổ hơn 100 lít cơ các bạn. Bình thường Đô San đổ hơn 100 lít thì nó làm được cũng 3 4 ngày cơ, cho nên là đi lên đồi nó không ngại mấy. Nhưng mà cấp cho nó thì cũng ngại phết đấy. Ví dụ là 3 4 ngày mà chưa xong là mà không có xe đi đưa lên là cũng cũng vất vả. Nhưng mà bây giờ cái máy của mình thì thực ra là máy làm móng mép quanh khu thành phố nhiều thôi, chẳng qua là dạo này là việc nó ít thì chủ máy cũng nhận thêm cái chỗ này để gọi cải thiện. Chứ còn chỗ này đi lại cũng vất vả các bác ạ. Mà làm như này thì cũng không, giá cả cũng không được bao nhiêu lắm. Làm cũng bằng ở ngoài thành phố thôi. Mà lại đi lại lại xa, lại phải mang dầu, lại phải đèo dầu đi rồi lại phải giả dụ nhỡ nó có hỏng hóc gì thì sửa chữa nó vất vả, mua đồ nó cũng rất là vất vả. Cái dòng máy của mình thì nó cũng không được gọi là 100% như kiểu các bác mới mua ở bãi hay là ở các cái cơ sở nó cái máy nó uy tín đó. Đây là hàng về nó cứ hỏng đâu sửa đấy thôi. Thực ra nhiều bác có hỏi em là cái dòng 55, 75 hay là 60 nó dùng có ok không, thì thực ra nói với các bác là tiền nào của đấy thôi, cũng
cũng dòng 50-2E này mà các bác mua nó còn ngon, mua nó còn hình thức nó còn đẹp, bơm miếng nó chưa động vào thì các bác dùng vài năm nó chả hỏng đâu. Nhưng mà các bác chả có tiền, các bác mua cái con khoảng 150-200 thì nó sẽ khác chứ các bác, nó đã qua sửa chữa rồi thì nó sẽ khác chứ. Riêng một cái phốt hoặc là một cái gioăng mà nó thay ở thị trường Việt Nam mà thay ấy, mà không mua hàng chính hãng ấy, thì chỉ được một thời gian thôi là nó sẽ hỏng các bác nhé, nó sẽ lại bị rớm rớm gì rỉ dầu ra. Cho nên là những cái nào mà nó chưa chưa qua sửa chữa, chưa qua thay chiếc gì thì chưa có cái những cái đại tu thì nó cũng sẽ không không được đảm bảo lắm đó. Cho nên là nhiều khi là các bác cứ hỏi cái dòng này được không, dòng kia được không thì nó cũng tùy thôi, dòng nào cũng được miễn là các bác mua là cái giá tiền nó là bao nhiêu. Ví dụ như bây giờ hiện tại người ta đang cái thằng Hitachi trừ ba các bác nhá, cái thằng đấy là cái thằng gọi là đang thuộc hạng như kiểu hoa hậu rồi. Đấy. Máy móc rồi cũng như là cần rồi động cơ các kiểu thì nó rất là ngon luôn. Mình thấy cái ác của nó làm nó rất kiểu con Hitachi trừ ba các bác. Con đấy là không biết phải lên ra xít chưa, nhưng mà nó là của thằng trừ ba. Cái con đấy nó thật với các bác là cái ác của nó, mà cảm giác nếu mà để mà thấy nó long như cái của mình thì chắc là phải không bơm mỡ phải hàng năm rời nó mới bị được đến như cái cần của mình. Nó làm quá là chắc chắn luôn, kể cả từ cái nó không có cái chốt đâu các bác ạ, nó chỉ có làm cái khóa để cho nó cái chốt của cái ác cầu kia nó phải bị rơi đi thôi. Thì bây giờ mình sẽ làm nốt một đoạn này lên từ đây lên đến cái chỗ bụi tre kia, anh em theo dõi nốt nha. Xong là lát nữa thì mình sẽ xin kết thúc cái video, bởi vì là ở cái đoạn này thì mình chủ yếu là giới thiệu mọi người một chút về cái đường ở phía dưới cũng như là lên cái đoạn trên này thôi. Đoạn trên này thì nó cũng mắc cái cây này nó cũng rậm rạp nữa, mới lại lúc trước là mình đi xem đường thì cũng chưa xem được cái đường nó rõ, cho nên là cũng chưa 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 chưa, chưa dọn được cái đường. Đó, thì bây giờ mình sẽ lát nữa mình sẽ xuống để mình lên hỏi anh chủ nhà những cái tre chiếc rồi, những cái trà rong này mình sẽ gạt hết nó đi các bác nhá, cho hết nó xuống dưới xuống bên dưới đường này đi để mình không động với nó, không cài với nó, bởi vì là nhiều khi chỉ cần một cái rè thôi mình cào chúng rồi nó cũng kéo đi theo, lắm lúc nó cũng rất là mắc. Đó.